Chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay thì tiếp tục cho anh em xem cái nội thất cái con cục đẩy công suất khủng long này, nó là LX Acoustic 3600XS anh em nhé. Cái mã 3600 này hiện tại em cái dòng này là chuyên công suất lớn, chuyên cho đánh súp kép anh em nhé, phun đôi. Và cái mã XS này là chuyên cái mã ngoài trời anh em nhé. Em có những là 804XS là 4 kênh, hoặc là 904XS hoặc là 4 kênh công suất 8-900W trên trên một kênh ấy. Thì với những cái cục đẩy như vậy thì nó chuyên đánh full, hoặc là chơi gia đình thì anh em chơi đánh cả súp ok, nhưng mà riêng ngoài trời anh em nhé, riêng ngoài trời là anh em phải chơi những cục đẩy như này để đánh súp. Đấy, vì công suất của nó rất là khủng, công suất của nó lên tới là 1600W trên một kênh ở chế độ 8 ohm anh em nhé. Thì 4 ohm nó tới hơn 2000W thì đánh những cái quả súp kép này đó, đánh thoải mái luôn anh em nhé. Đấy, thoải mái đánh những quả súp kép 50, coi 125 anh em nhé. Đây coi 100 em đánh tưng bừng luôn, còn coi 125 thì thoải mái luôn. Đấy, và lưu ý với anh em là ngày hôm nay thì em chỉ khui cho anh em xem nội thất thôi, chứ còn cái này thì em đã test chất âm cho anh em xem quá nhiều rồi, đúng không ạ? Nghe quá nhiều rồi. Cái này thì thật ra test tiếng súp thì test cái tiếng súp nó rất là khó anh em nhé. Anh em bắt buộc kể cả cái máy quay của em nó không quay được hết cái tiếng súp vào. Nên bắt buộc là con này ấy, tiếng súp thì không thể test được. Test thì nó không chuẩn, nên anh em cố gắng xem cái nội thất là anh em biết cái công suất của nó thoải mái đây đánh súp rồi anh em nhé. Chứ còn đầu tiên đánh súp thì anh em phải đeo tai nghe, hoặc là cái thiết bị quay của em nó phải thu được hết tất cả các giải âm, nhưng mà không thể quay được hết anh em nhé. À, con này thì điều đặc biệt nữa là đây nó có ba cái rắc này. À, anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, đây này, ste này, bridge này. Đấy, và các cầu xoắn này. Đây nhá, riêng có một cỡ bridge nó có một thêm cái cổng nữa nhá, là một cổng bridge nhá. Anh em cắm bridge vào đây phát là ok. Đấy, rất là tiện đúng không ạ? Rất là cực kỳ là tiện luôn. Đấy, hai cổng này. Bridge, nếu mà anh em dùng ấy thì anh em cầu xoắn thì nó chắc chắn anh em nhá. Đấy, rắc canon đầu vào. Đấy. Linh, cổng linh luôn anh em nhá. Ngoài ra thì có chỉnh độ nhạy. Đấy, chỉnh độ nhạy nhá. 0,77 hoặc là 1V hoặc là 1,4V. Đấy, các chế độ như bridge, panel và stereo anh em nhá. Đấy, con này thì có cả phần cắt súp luôn. Đấy, on up đây, 30Hz 2 pass. Đấy, 150Hz loud pass. Đấy, on hay up là anh em để cái này. Cắt súp, đấy, con này thì nó có cắt súp ngay trên này anh em nhá. Đấy, cắt những giải từ 30 hoặc những cái giải từ 150, loud pass filter ấy và 2 pass filter. Đấy, cực kỳ tiện, đánh full thì gạt như này, on lên, đánh súp thì on lên. Đấy, thì ok chưa? Limit, đấy, giới hạn lại cái tín hiệu, không để báo clip anh em nhá. Limit, đấy, anh em có thể để on hoặc up, nhưng mà bình thường thì em cũng cứ để up luôn, để up đánh cho thoải mái luôn anh em nhá. Group ding thì cái này là mắt trong hay mắt ngoài anh em nhá. Đấy, bình thường thì anh em chơi cái này thì nó, nếu mà anh em có code server ấy, đấy, thì anh em để up hết, còn nếu mà anh em không có code thì anh em để on nên để anh em nó có phần cắt súp bên trong. Đấy, quạt rất là lớn đúng anh em. Đấy, size 3U mà anh em đã tháo ốc sẵn rồi. Con này rất là nặng anh em nhé, hơn 40 cân. Đấy, cho anh em xem cái nội thất. Đấy, nội thất con này thì khá khủng luôn. Đấy, biến áp của nó tầm 20 anh em nhé, và cái biến áp này của nó bằng dây đồng hết, khẳng định với anh em là bao bằng đồng. Đấy, con này thì class của nó nhiều đường cấp áp lắm anh em, và áp của nó rất là lớn. Đấy, cho anh em xem này, áp của nó này, ba áp cơ anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn thấy chưa, 42V này, 84V này, 126V này. Đấy, ba áp, ba cái áp này đánh cho thì thôi rồi, đẳng cấp luôn. Đấy, đời chơi súp thì thoải mái luôn anh em nhé, ba áp cơ mà. Những cái dòng này thì nó chuyên súp, chuyên súp hoặc phun đôi hạng nặng anh em nhé. Đấy, quạt. Đấy, và những cái này thì nó sử dụng sò tô Toshiba anh em nhé, bền bỉ. Tụ của nó anh em nhìn tụ này, cao tới nóc luôn. Ở đây có 12 tụ. Đấy, tụ cao luôn anh em nhé, 80V 15.000 mi. Và điều quan trọng nữa này, khẳng định với anh em là xem bao nhiêu sò, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 nhân 4 là 48 à, 48 này, 48 sò à? 48 cộng với 52 sò, 52 sò, con này 52 sò anh em nhé. Nhưng mà
Em nói thế là anh em chưa hiểu hết, đúng không ạ? Cái điều đặc biệt của nó là những cái con bù áp. Đấy, phép bù áp này nó mới là đẳng cấp em nhé. Đấy, những con phép bù áp này nó nếu mà tính về công suất hoặc là cái hiệu năng của nó ấy, nó phải bằng những cục đẩy như là trước em bán con xe 84 ấy, nó 84 sò em nhé. Đấy, hiệu năng nhìn thế này thôi, từng này bù áp nó bằng cả những con cục đẩy 84 sò như vậy. Anh em đừng nhìn nó chỉ có 48 hoặc 52 sò này, này anh em coi thường nó nhé, đừng coi thường nó. Vì sao? Nó có bù áp của nó bằng phét, mót phét anh em nhé, tiếng nó sẽ rất hay và rất là khỏe. Đấy, đều bằng IOR hết anh em nhé, IOR đều là những cái phét rất là to. Cái phét này nó bằng những cái con NJW kép anh em nhé. Anh em biết những cái con NJW kép trên những cái dòng cục đẩy 4 kênh ấy. Đấy, ví dụ như con M2003 kìa, nó dùng NJW kép đấy, thì đây bù áp bằng đúng những cái con NJW kép đấy. Nhưng mà bù áp nó là đẳng cấp luôn, phét này nó đẳng cấp luôn anh em nhé. Chất âm nó khác biệt hay, hay hơn hẳn luôn. Nó vừa công suất khỏe, vừa tiếng nó vừa hay, chắc, gọn. Đấy, linh kiện này anh em không phải nghĩ luôn, chân cắm hết. Đấy, có vấn đề gì thì anh em có thể là thay thế hoặc sửa chữa cực kỳ dễ. Đấy, nhìn linh kiện nó ác liệt luôn. Và những cái dây này nó là mạch class H anh em nhé, nói thật ra nó là 2H. Vì tại sao? Vì nó hai ba ba đường áp luôn anh em nhé, như em nói rồi, nó có ba đường áp này. Đấy, anh em thấy chưa, ba áp này. Đấy, nó là mạch class, thật ra nó chuẩn là mạch class 2H H đấy anh em nhé. Đấy, nó cải tiến bình thường, mạch class thì thường nó chỉ có hai áp thôi, áp thấp và áp cao. Đây cả ba áp luôn. Đấy, thì anh em có thể thấy. Nói chung con này là anh em đánh súp thì nó vô tư luôn anh em nhé, vô tư luôn, bét tè nhè luôn, súp quay 125 thì chơi vã nhiệt tình, thoải mái luôn anh em nhé. Đấy, và nó cũng nặng từ ngoài 40 cân, tầm 42 cân anh em nhé. Đấy, và giá của bên em đưa ra là 9.500.000 đồng, chưa gồm phí ship, ship tầm 300.000 nữa anh em nhé. Đấy, và anh em yên tâm, mạch dễ sửa, đẹp đẽ, toàn chân cắm hết. Đấy, không linh kiện nó cực kỳ là dễ tìm. Đấy, và nó chất từng cái linh kiện một anh em nhé. Đấy, chất từng cái linh kiện một. Đấy, nhìn cái biến áp là biết chất rồi. Đấy, xò xiếc này, diode bù áp biết, anh em nhìn là phê luôn. Đấy. Đấy, à và nói thêm, con này có mạch trễ anh em nhé. Anh em nhìn cái công tắc nguồn của nó này, bình thường công tắc nguồn nó dây ra nó rất, nó to như là cái dây này này em nhá, nó to như cái dây này này. Đấy, nhưng mà với con này thì sao dây nó nhỏ này, vì nó có cái bộ trễ anh em nhá, bộ làm trễ, bộ này nó bảo đảm cho cái mạch nguồn nó sử dụng tốt anh em nhá, nó không, nó là công suất cao, công suất lớn rồi, bắt buộc là nó sẽ phải sử dụng một cái bộ mạch để khởi động anh em nhá. Đấy, bộ đệm khởi động anh em nhá, để cho cái công suất của mình nó không gây nguy hiểm, em nó không bị sốc anh em nhé, nó không bị sốc. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với cục đẩy này. Đấy, giá của nó hiện tại 9.500.000 đồng. Và mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Đấy, con này thì thêm 300.000 nữa là em bao ship cho anh em nhé. Con này nếu mà anh em chịu ship thì nó nặng tiền đấy, nó ngoài 400 vì nó nặng hơn 40 cân mà. Đấy, nhưng bên em sẽ hỗ trợ cho anh em là giá ship chỉ có 300 thôi. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với nó. Thì hôm nay thì em chi tiết cho anh em xem nội thất của con này. Test âm thì khẳng định với anh em là nó nuốt trọn cặp súp kép này luôn, coi 125 còn trọn, ở đây coi 100 thôi, cứ chơi trọn luôn anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với cái con này. Và giá thì em đưa ra như vậy. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com, bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video anh em nhé. Chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau. Anh em xem video thấy hay nhớ đăng ký kênh giúp em. Chào tất cả anh em ạ. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.